Hello, hello, xin chào mọi người. Uầy, tôi đang ở đâu thế này? Một thế giới bằng phẳng không giống bất kỳ một cái thế giới nào mà tôi từng chuyển sinh sang. Trọng bây giờ tôi phải lang thang đi tìm những cái ngôi làng để lấy đồ thôi. Tôi đang nhìn loanh quanh nhưng mà ở xung quanh thì không có một cái ngôi làng nào cả. Có lẽ là sau khi chuyển sinh qua quá nhiều thế giới, nhân phẩm của tôi đến đây là cạn kiệt rồi. Tôi cong đít lên mà chạy, mắt thì đảo qua đảo lại, cố gắng để tìm được một cái ngôi làng nhưng mà tôi không thấy cái gì cả. Mà hình như là tôi quên cái gì đó thì phải. Các bạn có nhớ là cái gì không chứ tôi thực sự tôi cũng không biết. Nếu các ông có nhu cầu mua thẻ game, hãy truy cập mua thẻ nhanh.net. Dễ dàng, an toàn, chất lượng. Link website ở dưới phần mô tả. À, giờ tôi nhớ ra là cái gì rồi. Đấy, mấy ông thấy không? Nhớ phát là vận may nó đến ngay, làng kia rồi. Không phải là tôi muốn cướp bóc gì đâu, nhưng mà ở cái thế giới siêu phẳng này thì chỉ có mỗi ngôi làng là chúng ta có thể kiếm được đồ thôi. Tôi nhanh chóng đi một vòng quanh ngôi làng để xem cái tình hình như thế nào. Và có vẻ như là ở trong làng có anh bảo vệ kìa. Uầy, lực lưỡng phết nhỉ. Anh bảo vệ anh ấy đi rồi nên là tôi nghĩ là họ sẽ không phiền nếu như mà tôi lấy một vài khối gỗ ở đây đâu. Ôi anh ơi, ôi anh bảo vệ chiến quá nhỉ. Anh ấy bảo vệ tôi này. Tuy là tôi chỉ là một cái người xa lạ thôi nhưng mà anh ấy cũng sẵn sàng bảo vệ tôi nhá. Uầy, được của nó luôn. Trong này có gì không? Bánh mì lấy tạm nhá. Ôi tôi đi đây. Tôi bất đắc dĩ để lấy cái đồ ăn của dân làng thôi chứ không có là tôi chết đói mất. Ừ, cho em xin một ít gỗ nữa nhá, xong em đi luôn mấy anh nhá. Cuốc gỗ đầy rồi. Trời ơi, tôi nghĩ là anh dân làng này sẽ không phiền nếu như mà tôi lấy một vài cái khối block ở nhà anh đấy đâu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi bắn cho mấy nhát rồi. Sau khi lấy chỉ một ít một vài block thì tôi đã có đủ nguyên liệu để làm cúp đá. Và tôi bắt tay vào việc lấy hết cả cái căn nhà của anh ấy luôn. Thằng danh con này. Ơ, làm gì mà căng thẳng ấy. Thấy anh bảo vệ làm việc chăm chỉ quá nên là tôi cũng qua giúp một tay. Tôi đặt 3 block lên xong rồi vác cái rìu gỗ ra và... thì ý tôi là giúp bọn Slam chứ không phải giúp anh người sắt đâu. Thì lại như mọi khi thôi, sự hy sinh của My sẽ phục vụ cho mục đích cao cả hơn. Tạm biệt ngôi làng đầu tiên, tôi tiếp tục đi tìm thêm những cái ngôi làng khác để cướp bóc. Không biết là bản 1.19 nó có chỉnh sửa lại cái thế giới siêu phẳng không mà tôi tìm làng nó ít vô cùng nhá. Mấy ông kia chơi cứ đi một lúc là có làng rồi. Những cái ngôi làng là nơi duy nhất mà tôi có thể tìm thấy kim cương. Và cái tỷ lệ nó có kim cương là cũng hơi bị thấp đấy, không đùa đâu. Anh em hãy để ý đến cái ngôi nhà Blacksmith này này. Trong này có khả năng là có rất nhiều đồ xịn và có khả năng là có kim cương luôn. Nhưng mà khả năng đấy nó không được cao lắm. Ừ, trời tối thì tôi vào nhà, mượn giường của anh dân làng để nằm ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên ròng rã. Những cái tủ sách cũng là những cái đồ vật khá là giá trị ở trong ngôi làng. Tại vì tri thức là sức mạnh mà, phải lấy thôi. Và ở mỗi cái ngôi làng thì tôi cũng không quên dừng lại một chút để giúp mấy bạn Slam. Tạm biệt ngôi làng thứ hai nhá, tôi tiếp tục đi lập nghiệp đây. Ngôi làng thứ ba là một ngôi làng khá là lớn và có Blacksmith luôn kìa. Uầy, ngôi làng này giàu phết đấy. Tôi nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà Blacksmith và lục lọi đồ. Nhưng mà không có kim cương mấy ông ạ. Cái tỷ lệ một ngôi làng có Blacksmith là nó thấp rồi. Mà cái tỷ lệ cái Blacksmith đấy có kim cương nữa thì nó cũng thấp không kém mấy ông ạ. Thôi ít ra tôi cũng lấy được một vài cái món đồ sắt để phòng thân. Giờ thì chúng ta phải đi tìm tiếp thôi chứ sao bây giờ. Tôi thấy một cái bóng dáng của ngôi làng xa xa phía kia rồi. Và có con ngựa ở kia kìa. Uầy, thế thì tiện quá nhỉ. Tôi nghĩ là tôi sẽ cưỡi ngựa thôi. Tôi đang phải thuần hóa con ngựa này để từ một con ngựa hung dữ nó có thể biến thành một con ngựa biết nghe lời và tôi có thể cưỡi nó. Con ngựa này thì nó cũng không dễ dãi lắm đâu, nhưng mà sau nhiều lần lên xuống nhịp nhàng thì nó đã khuất phục và nó đã để tôi thuần hóa rồi. Đấy, anh em thấy con ngựa giỏi không? Tôi đang thưởng nó bằng một tràng xoa đầu này. Yep, có con ngựa này thì tôi sẽ di chuyển nhanh hơn. Từ đó nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc đi tìm những cái ngôi làng khác. Tôi nhanh chóng đi tới một ngôi làng khác và tôi nhìn thấy một con ngựa đốm trắng. Không phải là tôi kém chọn hay gì đâu, nhưng mà tôi thấy ngựa đốm trắng nhìn nó đẹp hơn ấy. Nên là thôi, tạm biệt ngựa đâu nhá, tôi đi đây. Tôi như là một lãng khách ở trên lưng ngựa, đi hết từ làng này đến làng khác nhưng mà chưa thấy kim cương. Mà khoan, có cái này nó không liên quan lắm đâu nhá, nhưng mà tôi không hiểu tại sao một vài ông ở trên kênh chat cứ bảo tôi là chơi mấy cái game khác. Đang chơi Minecraft vui mà chơi game khác là như thế nào? Mọi người cứ bảo tôi chơi mấy game mobile thôi, nhưng mà tôi làm gì có điện thoại đâu. Nhưng mà khoan, từ từ nhá, tôi có máy tính mà. Ừ nhở, xin giới thiệu với các bạn phần mềm giả lập Nox Player. Nox Player là một ứng dụng giả lập có thể giúp các bạn chơi game mobile trên máy tính. Tất cả những gì các bạn cần làm là có một chiếc máy tính và tải thêm Nox Player. Sau đó là các bạn chỉ cần tải cái tựa game yêu thích của mình và chơi nó thôi. Trời ơi, cái gì thế này? 2018 tháng 2 ngày 15. Trời ơi, bao nhiêu lâu rồi. Trời ơi, hoài niệm quá. Xin chào những người anh em nhá. Let's go. Rất ván trên trời thấy đỉnh rồi. Trời ơi. Trời ơi,
Trời ơi. Trời ơi. Cái gì mà tại sao lại cái tinh khí cầu nó ở đây là như thế nào này? Kỳ lạ này. Mới có 4 năm chưa chơi thôi mà mọi thứ nó thay đổi nhanh quá. Tôi cầm cái lưỡi hái này chạy nhanh vô cùng luôn nhá. Anh em nhìn này, tôi chạy như là ninja luôn này. Các phím đều đã được điều chỉnh sẵn nhưng mà các bạn vẫn có thể điều chỉnh lại để sao cho nó phù hợp với lối chơi của các bạn. Không chỉ thế, Nox Player còn có thể tạo ra nhiều cửa sổ để các bạn có thể chơi nhiều tựa game cùng một lúc. Trời ơi, thế thì tiện quá rồi chứ còn gì nữa. Hãy truy cập ngay vn.bignox.com để tải Nox Player và tận hưởng cảm giác hủy diệt đối thủ của bạn. Link tải app tôi để phía dưới phần mô tả. Đến đâu rồi ấy nhở? À đúng rồi, tôi đến làng mới rồi nè. Cái làng này không có blacksmith nhưng mà thôi, lấy được gì lấy thôi. Tôi tiếp tục đến những cái ngôi làng khác nhưng mà không hiểu kiểu gì những cái ngôi làng tôi qua, một là nhỏ, hai là nghèo. Không biết là tôi đã làm cái gì sai mà cái số phận tôi nó lại hẩm hiu như này. Có kim cương, có kim cương, có kim cương, có kim... Trời ơi, tôi đi qua không biết là bao nhiêu cái blacksmith rồi mà nó không có cái nào có kim cương cả. Trời ơi, thôi thì tôi lại lấy con ngựa để trở về lối đi xưa thôi. Tôi đi về hướng có ánh mặt trời lóe rạng, đi tìm những cái ngôi làng có kim cương với cái mục tiêu không thể nào mà rõ ràng hơn là cướp bóc. Tôi cũng không muốn như này đâu, nhưng mà cái số phận nó đưa đẩy tôi phải làm việc ác. Ở cái thế giới siêu phẳng này thì không cướp mà đòi có ăn thì chỉ có ăn. Blacksmith, kim cương, blacksmith, kim cương. Anh em nhìn cái chỗ hắc diệt thạch này đi, nhìn nó có giống cái gì không? Tôi đi qua rất là nhiều ngôi làng, vào rất nhiều những cái blacksmith và thay đổi rất là nhiều con ngựa nữa. Nhưng mà nói thật là mọi chuyện nó suôn sẻ hơn khi mà tôi đổi sang con ngựa trắng này. Tại sao thì anh em nhìn vào màn hình đi. Tôi đang đi đến một cái blacksmith mà bắt đầu từ đây, cái chuyến phiêu lưu của tôi sẽ thay đổi 180 độ luôn. Trời ơi, sau bao nhiêu cố gắng, bỏ ra bao nhiêu thời gian, không biết đi qua biết bao nhiêu ngôi làng thì cuối cùng kim cương đây rồi mấy ông ơi. Tôi lên lại con bạch mã của mình để hướng về cái lối đi xưa, về lại spawn thân thuộc. Nhưng mà trên đường đi tôi lại gặp một anh thương nhân lang thang và anh đấy chính bán đồ láo toét vô cùng nhá. Có hai cái sợi dây từ anh thương nhân nên là tôi sẽ mang theo hai cái thanh niên này. Đi nào cu. Đấy, anh em thấy chưa? Hai thanh niên này sẽ đi cùng tôi về nhà để có gì tôi còn nhân giống. Trên đường về tôi lại vô tình gặp phải một ngôi làng và cái ngôi làng này có blacksmith mấy ông ạ. Tôi ghé vào thử để xem cái nhân phẩm của mình nó cao đến đâu thì bất ngờ vô cùng luôn nhá. Các bạn ơi, bây giờ tôi muốn hét lên như để thỏa mãn cái niềm vui sướng trong tôi. Mọi công sức tôi bỏ ra như đã được đền bù xứng đáng. Sau 11 ngày ròng rã tìm kim cương thì tôi quyết định dừng chân lại ở một ngôi làng gần spawn. Chúng ta không cần làm nhà ở spawn làm gì cả, tại vì đường về nhà là vào tim ta rộng nắng mưa gần xa. Tôi nhanh chóng chăm chỉ tỉ mỉ trồng cây, tại vì không trồng cây lấy gỗ thì tôi biết lấy gì mà xây dựng bây giờ. Có mỗi cái là lúc trồng cây bọn Slam cứ nhảy đi nhảy lại và phát ra những cái âm thanh nó khó chịu vô cùng. Có anh Golem anh ấy bảo vệ tôi này mấy ông. Anh Golem này cũng ra gì và lầy lọ phết đấy. Trời sắp tối rồi nên là tôi phải nhanh chóng lấy toàn bộ những cái giường ở trong làng, sau đó tập hợp về một chỗ. Ôi, hai anh bạn làm gì mà ở ngoài này này? Hay làm gì đấy? Anh em để ý không? Cái mũi nó hợp lại thành hình trái tim kìa. Ôi, hóa ra là như vậy à? Ôi, nhìn được phết, không đùa. Ok, vậy là đêm qua tôi đã dụ được kha khá những cái thanh niên lọt hố. Tôi đi qua nhiều ngôi làng tới mức mà cái số hắc diệt thạch của tôi nó lên 34 viên luôn kìa. Trời ơi. Let's go. Tôi chỉ làm cái cổng để sẵn ở đây thôi chứ tôi chưa vào Nether luôn đâu. Sau đó thì tôi có tận dụng hai cái ô lava ở Blacksmith làm thành một cái máy farm đá. Cái máy farm đá này thì tôi làm giống Skyblock thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi treo máy để farm đá một thời gian và nhận được cái số đá nó cũng khá khá. Tôi quay trở lại cái ổ dân làng thì lúc này đã được bao phủ bởi những cái hàng cây xanh do tôi trồng lúc AFK. Trồng cây như này nhìn nó vừa đẹp lại còn vừa bảo vệ dân làng nữa, cũng được của nó phết đấy. Thôi thì chơi bời cũng thế thôi. Tôi đang cần phải xây cho mình một cái nơi để trú ẩn nên là tôi cũng cần khá là nhiều gỗ. Tại sao anh dân làng ở trong này được nhở? Nó kỳ cục thật đấy. Bọn Slam bọn này bọn nó phiền phức quá mấy ông. Tôi phải làm ngay một cái căn cứ mới ở trên cao thôi chứ bọn này ở dưới này phiền phức vô cùng luôn nhá. Ok, và tôi đã xây lên một cái đoạn khá là cao rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải xây cao hơn nữa để làm cái máy phong quái vật các bạn ạ. Chúng ta sẽ xây thêm ở mỗi tầng một cái sàn để làm cái gì đó nó lùm xùm hơn. Ok, và trời tối rồi nhưng mà ở cái độ cao này thì quái ở dưới nó vẫn spawn được.
Và như thế thì chúng ta không thể làm máy farm mốc dược, nên là tôi sẽ phải xây cao hơn nữa. Từ từ nhá, mấy anh Enderman là khá là quan trọng ấy. Tôi sẽ farm lương ngọc Ender ở đây, để có gì vào Nether thì có luôn Ender Pearl để dùng. Nào lên đây nào cu, anh em chuẩn bị nhìn nhá, tôi làm cho anh em xem một lần thôi này. Đấm phát ấy, thấy chưa? Trời ơi, ngồi ngoan như một đứa trẻ. Tôi đọc con Enderman này như một cuốn sách giáo khoa. Và nó không rơi răng học ạ. Giờ chúng ta phải cắm đuốc để hạn chế quái vật nó spawn. Mà đuốc thì cần có than. Mà than ở đây thì chỉ có thể là đốt gỗ lên bằng gỗ thôi. Trời ơi, đốt gỗ lên để làm than, có bao giờ tôi nghèo như này không cứ chứ lị. Cái hố dân làng này thì tôi đã chặt hết cây rồi, nên là tôi sẽ phải làm thêm cái hàng rào để bảo đảm cái sự an toàn của mấy anh dân làng. Thay vào đó thì tôi đã làm thêm những cái khu farm cây ở những cái sàn mà tôi mới xây ở trên. Tôi cần phải nung khá là nhiều đồ, nên là lấy gỗ để làm nguyên liệu đốt thì nó lại không đủ mấy ông ạ. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phải chuyển sang lava thôi. Lava thì đi sang Nether được cái là có cả sông cả biển luôn. Trời ơi, nhiều vô cùng luôn nhá. Tôi gặp được một anh thương nhân lang thang khác và anh đấy bán hạt bí ngô. Tôi nhớ là dân làng nông dân về sau có đổi bí ngô, nên là tôi sẽ mua về một vài hạt. Cuối cùng thì tôi đã có đuốc rồi. Thế là tối đến là tôi mang đi cắm vào những cái chỗ cần thiết để tránh khỏi cái cảm giác nguy hiểm rình rập của bọn zombie và skeleton. Sau đó thì tôi xây cái cầu thang lên cái độ cao cao hơn rất là nhiều để làm một cái sàn farm quái vật. Phải xây thật cao thì bọn quái vật ở dưới mới không spawn được mấy ông ạ. Tôi đang ở trên cái tầng cao nhất của tôi đây. Đấy, mấy ông nhìn xem, từ trên cái độ cao này nhìn xuống ở dưới thì không có một con slime nào nó spawn ra cả. Phải như này thì xây máy farm mobs nó mới chạy nhanh được mấy ông. Tôi sẽ bắt đầu xây lên cao từ đây để làm một cái máy farm sắt. Cái máy farm sắt này sẽ phải xây khá là cao để nó không bị ảnh hưởng tới nếu mà có mấy con golem ở dưới. Đây xong rồi mấy ông. Cái máy farm xây nó đơn giản với cả nhìn nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà ra nhiều sắt phết đấy, không đùa đâu. Tôi mong là nếu mà đứng ở trên cao như này thì máy farm sắt vẫn hoạt động tốt. Tại vì nếu mà không được thì hơi phí đấy. Ừ, đứng đợi mãi mà không thấy con golem nào nó rơi ra rơi xuống cả, nên là tôi nghĩ là không chạy được rồi. Thôi thì bắt tay vào làm việc thôi. Tôi xây một cái máy farm quái vật bằng gỗ. Xây như này thì nó cũng hơi bị sợ một tí, tại vì sét đánh phát nó cháy phát thì sao. Nhưng mà thôi, cái thế giới này nó làm tôi nghèo quá, nên là lúc nào trời mưa phải cẩn thận mới được. Sau khi xây xong thì cái máy nó hoạt động khá là tốt. Cái tiếng bọn quái vật rơi xuống liên tục như cái tiếng điểm thi cuối kỳ vậy. Nó tạch 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 tạch. Uầy, âm thanh của sự thỏa mãn đấy mấy ông. Chém phát to nghe nó phê đứ đừ luôn. Cái máy này farm kinh nghiệm cũng tốt gớm. Chẳng mấy chốc mà tôi lên được 36 kinh nghiệm rồi. Và một đêm đã qua, mặt trời lại lên trên cái thế giới bằng phẳng. Tôi ngắm mặt trời để tìm cho mình những cái khoảng lặng. Mà bọn zombie đằng sau cũng kêu ối rồi, làm tôi cũng chẳng yên. Kêu nhiều thế nhở, ô nhiễm tiếng ồn vô cùng rồi nhá. Bọn này là phải xử lý thôi. Thôi tạm biệt mấy anh quái vật đây, cứ chém cả đêm qua là hỏng mấy kiếm rồi. Cái cầu thang này kiểu nó dài quá, lên xuống nó hơi bất tiện. Nhưng mà bây giờ tôi chẳng có cách nào để xử lý cả. Tôi bắt đầu cho dân làng học thêm nghề xong rồi đổi thêm đồ. Bình thường là nhiều người giết rồng trước xong rồi mới về cày đồ đúng không? Nhưng mà không, tôi là fan binzy, số đông đi hướng nào tôi đi ngược ngược. Tôi sẽ cày những cái món đồ vũ khí lên khỏe nhất có thể xong rồi tôi mới đi đánh rồng các bạn ạ. Mấy anh dân làng chơi cái trò rất là đều nhá, đổi đồ gì mà toàn ra mấy đồ linh tinh này. Tôi phải cắn răng tôi mua sẻng đá từ anh ý ấy. Buổi đêm tôi đang đi test đồ một tí thì tôi tìm thấy một cái điều vô cùng là hiếm nhá. Ôi, tôi có vừa nhìn nhầm ở đâu đây? Thế như là một con zombie phun sắc kim cương. Ôi rồi, cái gì đây? Ôi, nhìn kìa mấy ông, cái tỷ lệ nó xuất hiện con này là bao nhiêu phần trăm đây? Ôi, mà có phải đúng là nó hiếm không hay là do tôi quê? Nếu đúng là nó hiếm thì anh em hãy comment phía dưới nhá. Zombie lâu la ở đâu ra này, đi ra chỗ khác. Hãy nhường đường cho anh zombie kim cương nhanh lên. Đấy anh ơi, anh vào đây, đây anh ngồi vào cái thuyền này này. Cái thuyền này đã nhìn thấy thôi nhưng mà ngồi nó thoải mái vô cùng nhá. Anh thấy thấy không? Em từ từ em xử lý con slime này đã. Con này láo nhở. Đang nói chuyện với anh zombie kim cương mà ra làm phiền người ta. Anh ơi, cái thuyền này là em làm từ gỗ sồi ấy, nó là cái gỗ tốt nhất của em ấy. Anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì nói với em nhá. Vào đây ngồi anh ơi. Đấy, ở ngoài đấy ngồi nó lạnh lẽo lắm. Đấy, vào đây là ánh sáng nó ấm ngay. Đấy, anh em thấy không? Zombie đồ còn xịn hơn tôi. Tôi mặc mỗi giáp sắt này. Anh zombie này anh ấy đã có đồ kim cương rồi. Để có được cái bộ giáp xịn như của anh zombie thì tôi đã dành ra một vài ngày để đi farm kinh nghiệm. Đêm nay là tôi tính đi săn để xem có anh zombie và anh người xương nào có bộ giáp kim cương như vậy nữa không. Nhưng mà có vẻ như là cái may mắn của tôi nó không lớn đến vậy. Tôi chưa kịp đi tìm thì trời nó lại sáng mất rồi. Ừ, thôi đồ tôi farm cũng được khá nhiều, đủ để tôi trao đổi với bọn dân làng.
có Lapis rồi thì tôi làm cái khu phù phép ở gần cái khu phong quái cho nó tiện. Nhưng mà thực sự là cái số lượng lưu ly tôi đổi được nó nhỏ vô cùng, nó ít hơn rất là nhiều so với cái số lượng tôi đi đào được, nên là tôi không phù phép được bao nhiêu cả. Vậy nên là tôi quyết định là đổi đồ kim cương của anh dân làng, xong rồi đổi cả sách của anh dân làng luôn. Để đổi được đồ kim cương của anh dân làng thì tôi phải làm việc rất là chăm chỉ. Tôi trồng thêm rất là nhiều cà rốt với cả khoai tây, đem đi đổi cho anh nông dân thì cũng được một cái số lượng kha khá ngọc lục bảo. Nhưng mà đổi được bao nhiêu thì tôi lại phải cắn răng cắn lợi miễn cưỡng mua mấy cái sẻng từ anh này để anh ấy có thể lên cấp và bán cho tôi đồ kim cương. Không chỉ mỗi dìu đâu anh em, trời ơi, mỗi lần đổi như này tôi phải nhẩm trong đầu 7 lần: không được đấm dân làng, không được đấm dân làng, không được đấm dân làng, không được đấm dân làng. Về sau thì anh ấy đổi tôi sắt với ngọc lục bảo. Tôi thì có nhiều sắt nên là tôi cũng dễ chịu hơn phần nào. Đây anh em thấy chưa, công sức được đền bù xứng đáng. Tôi đã đổi được cái cuốc kim cương với cả cái sẻng kim cương rồi này. Ôi, cuốc kim cương hiệu suất gia tài con này. Đấy, thấy chưa? Được của nó ấy, còn gì nữa. Cứ dùng sắt để đổi thôi là dân làng nó lên cấp vù vù luôn. Hết sắt thì lại ra cái farm sắt này lấy. Trời ơi, bao nhiêu sắt đây này. Và thế là tôi cứ theo công thức đổi sắt lấy emerald xong rồi nâng cấp dân làng thôi. Tuy là có nhiều lúc phải nhẩm trong đầu là không được đấm dân làng, nhưng mà thôi nghĩ lại, cố gắng để về sau đổi được đồ kim cương. Đấy rồi mấy ông, thêm dìu kim cương với cả kiếm kim cương này. Ôi, sắc bén gây cháy luôn ạ. Ôi, anh bạn golem này hình như là muốn đấm anh bạn zombie kim cương của tôi thì phải. Ừ, hình như là vậy ấy, nhưng mà không được đâu nhá. Đây, cầm lấy thanh kiếm sắt này đi cu, cầm lấy mà phòng vệ. Nhỡ có ai bắt nạt thì mày còn có đồ mà đánh lại chứ đúng không? Đấy, cầm lên phát nhìn ngầu ngay. Ây da, sau bao nhiêu cố gắng thì tôi đã đổi được cúc kim cương, rồi đến quần kim cương. Mặc cái quần kim cương này vào, cảm giác thằng em của tôi đã được bảo vệ an toàn hơn. Rồi sau đó đến kiếm kim cương, ủng kim cương, dìu kim cương, sẻng kim cương, và cuối cùng là áo kim cương và mũ kim cương. Tôi đã full set đồ kim cương rồi. Được của nó cho anh em. Nhưng mà những cái dòng enchant phù phép ở trên những cái món đồ này nó không được xịn sò lắm, nên là tôi vẫn phải enchant thêm khá là nhiều. Tôi bắt đầu dạy thêm cái nghề bán sách cho mấy anh dân làng. Nhưng mà mấy anh dân làng này không hiểu vì cái lý do gì mà có một người thầy tài năng như tôi dạy cho mà bán mấy quyển sách rất là dở hơi nhá. Ừ, tôi thì cứ phải dạy đi dạy lại cho mấy anh ý thôi. Khổ lắm cơ chứ lị. Ơ kìa cu, sách gì ấy, học xong rồi chạy đi là ui. Uầy, bảo vệ 4, uầy. Được của nó em ơi, chó tốt. Thôi tạm thời tôi mua một quyển thôi, còn để dành tiền vào tìm sách nữa. Thì thôi mua luôn 2 quyển đi. Ôi, tôi tìm luôn được quyển mending này mấy ông. Ôi, đúng là không tốn công dạy nghề nhá. Cho giỏi. Cũng may tôi là người nông dân chăm chỉ nên là hết ngọc lục bảo cái là lại có ngay thôi. Tôi đổi thử lapis để có gì mang đi enchant xem sao, nhưng mà cái số lượng nó đổi cho tôi nó ít lắm mấy ông ạ, có 12 viên thôi. Tôi mang đi enchant thử thì nó chẳng được cái gì cả. May ra được cái bảo vệ 3 là ngon ngon thôi. Còn lại mấy cái quyển kia với cái đồ kia nhìn nó tệ lắm mà. Sẵn có cái mũ bảo vệ 3 thì tôi ép luôn vào thành bảo vệ 4. Còn cái quần với cả cái áo thì tôi cũng ép luôn bảo vệ 4 vào. Giờ tôi chỉ có mấy cái giày bảo vệ 4 thôi là tôi trâu bò lắm rồi. Và đây, bảo vệ 4 ép lên giày luôn chứ còn sao nữa. Trời ơi, full bảo vệ 4 rồi anh em. Tìm mãi mà tôi không tìm được cái quyển nhặt 3 nên là tôi đành phải mua một đống quyển nhặt 1 xong rồi ép vào. Cái kiếm tôi mang đi phù phép thử thì cũng tạm tạm, cũng không phải là ngon lắm nhưng mà gọi là dùng được, tạm dùng. Đây, kiếm của tôi sau bao nhiêu công cày cuốc ấy. Thôi dùng tạm mấy ông ạ, không thể đòi hỏi gì ở cái thế giới đỗ nghèo khỉ ấy được. Thôi thì để cảm ơn mấy anh dân làng đã giúp tôi cày đồ, tôi sẽ có một cái món quà nho nhỏ. Anh em đã sẵn sàng chưa? 3 1. Tôi đang phải đi săn mấy anh Enderman, để mà nếu mà có số lượng ngọc thì đỡ phải khổ sở đổi ngọc với bọn Pikmin. Đồ tôi bây giờ xuống Nether thừa sức rồi. Thôi được rồi, đi thôi. Xuống đây tôi lại khá bất ngờ rằng những cái âm thanh, những cái bước chuyển động và những cái gương mặt thân quen, không biết tại sao vì cái lý do nào đó lại ở dưới này. Thôi tạm thời là bỏ qua cái chuyện đấy đi. Tôi phải nhanh chóng đi tìm cái tòa thành The Fortress thôi. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy cái dấu hiệu nào của cái The Fortress cả. Có mỗi cái rừng đỏ là thấy có vẻ là may mắn đấy. Tại vì màu đỏ là màu của may mắn mà đúng không? Và đúng là nó may mắn thật. Tuy không phải là The Fortress nhưng mà cũng gọi là tạm được. Mặc dù tôi chẳng có kinh nghiệm gì khi vào cái tòa thành này cả. Tôi thực sự là không hay tìm hiểu kỹ về cái khu vực này đâu, tôi cũng không nhớ tên của cái công trình này là cái gì anh em. Bastion, đúng rồi, một cái Bastion. Cái trong này là có khá là nhiều vàng ấy, nhưng mà tôi không biết là dấu vàng ở đâu cả. Tôi không thấy cái cục vàng nào ở đây cả. Tôi chỉ biết là trong mấy cái dương này là có mảnh vỡ cổ đại thôi, chứ vàng ở đâu thì tôi cũng chẳng biết nữa. Xem nọc vụ cát nhiều lắm rồi mà cũng không biết. Tôi tìm được một vài cái khối vàng lộ thiên này này. Thôi thì ít ra mang đi đổi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây, mấy con lợn ở dưới này rất là hung hãn nha. Tôi nhớ không nhầm là cái rìu của nó mà enchant sắc bén vậy, và nó có thể one hit một người full kim cương luôn á. Ừ, tôi không đùa đâu. Tôi đã vứt hết vàng vào để đổi vàng với cả bọn Becklin này, nhưng mà có vẻ như là không đủ ngọc Ender rồi mấy ông ạ. Được có 8 viên à. Tính cả cái số tôi có lúc đầu nữa là bọn này cho tôi có 3 viên. Trời ơi,
Tôi là điệp viên đây bro. Ok. Ô, đừng đánh em. Ô, con này nó còn ham ăn hơn cả đánh người cơ à. Ui, chặn. À, trời ơi, hiểu cảm giác của người Do Thái không bro? Thôi thì tôi nghĩ là đến lúc rời khỏi khu vực này rồi. Tôi cũng dùng hết vàng rồi nên là đi đào vàng thôi. Uầy, giờ nhìn lại mới thấy Shader lên nhìn cái khu vực này nó đẹp phết đấy, không đùa đâu. Cái sáng chói này. Ui, ui anh em ơi, thật tình cờ và thật bất ngờ này. Cái The Fortress đây rồi. Thôi thì mình vào lấy que quỷ lửa trước nhờ, xong rồi đi đào vàng sau vậy. Ừ. Tôi nghe tiếng lọc sọc đâu đó của cái con xương đen. Ừ. À đây này. Nhìn anh bạn cứ cúi gầm người xuống ấy. Cao quá à, không khí ở trên đấy loãng quá à. Ây da. Uầy, rơi đầu luôn này. Ôi, may mắn thế nhở. Rồi tôi nhanh chóng đi giết quỷ lửa thôi. Cũng nhờ là giờ đồ tôi khỏe rồi với cả con dòng nhặt ba ở kiếm, nên là tôi nhanh chóng có thể lấy được một đống que quỷ lửa. Hai mươi lăm que cũng là nhiều phết rồi đấy. Tôi nghĩ là mình nên tạm biệt cái khu vực này thôi. Và tôi phải mất thêm một khoảng thời gian khá là lớn để đi đào vàng. Tại vì vàng tôi có đâu, tôi dùng hết để đổi rồi nhưng mà vẫn không đủ Ender Pearl mấy ông ạ. Cũng may là trước đó cúc của tôi có dòng gia tài nên là đào nó cũng được nhanh hơn. Sau khi có vàng rồi thì tôi nhanh chóng quan sát xung quanh để tìm thêm những con Piglin để đổi thêm đồ. Ôi anh ơi, đừng đánh em anh ơi, em có vàng đây, bình tĩnh nào. Đây đây vàng đây. Đây đây, đây vàng đây mọi người. Đây mại vô nhá, cứ thoải mái như ở nhà nhá. Xong rồi được ngọc Ender đây. Đứng đổi một hồi khá là lâu thì tôi được 15 viên ngọc Ender. Cũng gọi là thừa đi vào Zien rồi. Thôi thì tạm biệt Nether nhá, tôi tiến tới Zien đây. Ui, sao lại về đúng lúc trời tối này? Đây là rạng sáng hay là gần tối đây? Nhưng mà khá là nhiều quái vật đấy, nhìn nó khá là nguy hiểm ấy. Đồ tôi giờ khỏe rồi nhưng mà thôi, tôi cong đít lên mà chạy thôi. Đợi trời sáng rồi đi chứ, đi như này nó nguy hiểm lắm. Thấy chưa, Creeper nổ ấy kìa. Ui, anh bạn quý hóa quá nhỉ, lại gặp ở đây à? Thôi thì cho xin một vài viên ngọc nhá. Ừ, được của nó luôn bạn ơi. Đấy, thế là lại thừa ngọc rồi. Đêm nay tôi thành phải ngủ tạm ở đây thôi. Đợi trời sáng rồi tôi đi vậy. Và trời đã sáng rồi anh em. Được rồi đi thôi. Ở cái thế giới siêu phẳng này thì tôi chỉ cần ném một viên ra thôi, xong rồi tôi biết hướng nào tôi đi về hướng đấy thôi. Có vẻ như là cái stronghold cũng khá là xa đấy. Ừ, tôi đi được một lúc rồi mà không có cái dấu hiệu gì cả. Ôi, cái stronghold này lạ quá nhở. Ôi, tôi có thể nhìn thấy được cái phòng portal room ở trong đấy luôn kìa. Ừ, nhìn rõ luôn đấy. Vậy là tôi nhanh chóng block lên, tiếp cận cái phòng có chứa cái cánh cổng. Ui, may mà đủ block ấy, không thì thôi xong, quay trở lại mệt luôn. Ơ kìa, nào. Trời ơi, anh cá bạc thật là hào nhoáng. Được rồi đi thôi. Vậy là quá trình đánh rồng của tôi chính thức bắt đầu từ đây. Lên nhạc. Let's go. Anh em thấy pha đánh rồng có được không? Có hào nhoáng không? Nếu được thì để lại một like một sub đi. Còn con này thì ai làm gì mày mà đi ra ngoài. Trứng rồng tuy nó khá là vô dụng nhưng mà tôi sẽ mang nó về để coi như là một cái chiến lợi phẩm. Yeah. Và giờ thì đi tìm cánh thôi. Cái quá trình đi tìm cánh của tôi, nếu như mà nói nó không gian nan và vất vả thì thực sự đó là một lời nói dối. Vì trời ơi, tôi đi qua không biết bao nhiêu cái đảo, tôi đi mất hơn một tiếng thì mới tìm được cái NCT có cái cánh ạ. Uầy, NCT kia rồi nhưng mà nhỏ như này thì cái tàu đâu ra? Không có tàu thì cái cánh ở đâu ra? Trời ạ. Ôi, hình như là lúc nãy hình bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây đấy. Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó to to lắm. Ừ. Ôi kia rồi, trời ơi. Hơn một tiếng của tôi. Thấy rồi anh em ơi, cho mình xin cái cánh nha. Ngoài cánh ra tôi còn loot được khá là nhiều đồ khác nữa, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cánh. Tại vì trước khi đến đây tôi cầy hết đồ rồi còn gì. Ok, đây rồi, đường về nhà là vào team ta đây rồi. Anh em biết tại sao tôi lại không bay không? Tại vì tôi không có miếng để làm pháo hoa anh em ạ. Sau khi về nhà thì tôi thực sự rơi vào cái trạng thái không biết làm gì cả.
Tại vì trước khi đi đồ tôi cày khỏe hết rồi mà. Tôi có làm một cái khu chợ dân làng để có thể mua được mọi loại sách. Có cái quyển Sắc Bén 5 thì tôi cho lên vào kiếm của mình. Đồ tôi giờ là khỏe hết rồi, full hết rồi. Nhưng mà tôi lại lỡ tay bắn phải một anh dân làng ở ngoài, nên là cái bọn dân làng ở trong nó bán tôi sách với giá cắt cổ. Không còn cách nào khác, giữa đêm muộn tôi đành phải cho bọn nó biến thành người. Đâu, tôi thực sự cũng không muốn đâu, nhưng mà nhỡ đâu mấy anh này tỉnh dậy xong ngồi theo bọn kia bán giá tôi với giá cắt cổ thì tôi phá sản mất. Tiếp theo tôi cũng chẳng làm gì nhiều, tôi nâng tất cả món đồ của tôi lên dòng sửa chữa thôi. Tôi quay trở lại cái gian nhà chính của mình, nhưng mà kìa, anh bạn sao lại chuyển sinh thành slime thế này? Kìa, anh là zombie kim cương cơ mà, chuyển sinh thành slime thế này thì sao mà được. Trời ơi, hiếm lắm mới được anh zombie kim cương thì anh đấy isekai mất rồi. Vãi cái nồi. Ok, xong cái bia rồi. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Ok, đi thôi. Ok, tôi đang phải mang mấy con cừu từ làng khác này để mang về nhà nuôi. Tôi cần len cừu để mang đi nổ nether, lấy netherite. Đây, ăn vào xong rồi lùm xùm lên các em. Tôi đang muốn nuôi hoa nên là tôi đang phải trồng cây ở cạnh cây hoa. Nếu các bạn không biết thì trồng cây ở cạnh cây hoa sẽ có 2% tỷ lệ là sẽ ra tổ ong. Đây rồi, tổ ong tự nhiên đây này. Trong này là có sẵn ong rồi này. Tôi cần cái đồ mềm mại để có thể lấy ong ấy của tổ ong này. Nếu như mà nuôi ong bình thường như này thì tôi nghĩ là nó hơi bị chậm quá, chắc là tôi phải làm một cái tổ ong to riêng mấy ông ạ. Vậy là rất là nhiều ngày tôi farm tổ ong bằng cách trồng cây, cùng với đó là cho cừu ăn để bọn nó nhân giống ra để tôi có thể lấy len được nhiều hơn. Giờ tôi sẽ cắt len này để làm giường đi nổ nether mấy ông ạ. Trong lúc farm tôi được khá là nhiều gỗ với cả tổ ong tự nhiên này, chắc là làm cái bộ netherite xong rồi về xây tổ ong cũng chưa muộn đâu. Được rồi, đi đi. Tại sao lần này sang đây lại đông vui thế này? Cái lý do gì mà bọn Iron Golem nó đi sang hết bên này thế này? Trời ơi, tôi sẽ cần phải tìm cái khu ít lava để tôi có thể dễ dàng hơn trong cái việc nổ giường tìm netherite, tìm mảnh vỡ cổ đại. Khu này là ok rồi nè, tôi nghĩ là lên nhạc thôi. Ok, và chúng ta đã hết giường rồi, giờ chỉ còn đào tay thôi. Tôi đào tay và khá là may mắn là tôi cũng tìm được một cái số lượng kha khá mảnh vỡ cổ đại. Sau cái chuyến đi đấy thì tôi đã có đủ phôi nether để up toàn bộ cái món đồ của mình lên netherite. Nào, từ từ nhá, không thể nào thiếu được cái món hàng siêu đặc biệt này. Đấy, quốc netherite. Trời ơi, được của nó cho anh em. Được của nó luôn. Và tôi lại rơi vào cái trạng thái là hoàn toàn không biết làm gì tiếp theo. Tôi farm quái ở trên này cứ phải chạy đi chạy lại thôi. Nên là tôi nghĩ là mình sẽ làm một cái cầu thang đá đỏ đi. Một cái thang máy đá đỏ. Còn để làm một cái thang máy đá đỏ to thì tôi cần có khối mật ong. Còn đó là lý do tôi cần farm mật ong. Xây farm mật ong thôi. Let's go. Tôi không phải là cháu bà Tân, nhưng mà tôi vẫn muốn làm một cái tổ ong siêu to khổng lồ cơ. Nên là chúng ta sẽ cần khá là nhiều gỗ đây. Và đây là cái khung của cái tổ ong. Tôi tính làm nó to như thế này. Anh em nhìn có được không? Nhìn nó cũng thế giới vết đấy, không đùa đâu. Thôi bắt đầu xây thôi. Tôi xây toàn bộ cái tổ ong bằng cái gỗ nguyên chất, xong rồi cạo vỏ, cùng với đó là trang trí xung quanh một tí. Vì là dùng cái gỗ nguyên chất nên là nó hơi bị tốn một tí. Tôi phải vừa xây tôi vừa đi chặt gỗ các bạn ạ. Và giờ treo thêm một vài cái lồng đèn ở xung quanh cho nó sáng sủa, cùng với đó là những cái lá cây ở vị trí ngẫu nhiên, mỗi chỗ một tí cho nó có sức sống và cả liên kết với nhau. Uầy, anh em nhìn thấy được chưa? Trời ơi, cái tổ ong nào nó lại thế giới như kia không? Ôi, đẹp quá. Tổ ong tự nhiên thì có nhiều đấy, nhưng mà tôi sẽ làm thêm những cái tổ ong nhân tạo nữa để bọn ong có nhiều chỗ hơn. Bên kia có 5 tổ ong rồi, và xây thêm bên này 5 cái tổ ong nữa. Vậy là tổng cộng chúng ta có 10 cái tổ ong anh em ạ. Đấy, từ những cái tổ ong này chúng ta có thể lấy mật, và từ những cái chai mật đấy thì chúng ta có thể làm thành khối mật ong. Đó, cái khối này là rất là hữu dụng trong việc đá đỏ ấy. Và tôi đã ở đây farm mật ong liên tục. Có cái chỗ nào có mật ong cái là tôi lấy chai tôi múc vào luôn. Còn lý do tại sao mấy đoạn replay lại không có shader thì tôi sẽ nói anh em sau nhá. Uầy, anh em nhìn cái khung cảnh này xem. Nó yên bình biết bao. Những cái chú ong chăm chỉ hằng ngày đang đi lấy mật. Xong rồi tôi chỉ việc đến cầm chai trong tôi múc thôi. Tôi cần khá là nhiều khối mật ong nên là tôi đứng đây cũng được một thời gian khá là lâu rồi. Bây giờ chúng ta đã có được 64 khối mật ong. Yay. Thực ra là 65 vì tôi còn 4 chai nữa chưa dùng, nhưng mà tôi muốn để 64 cho nó đẹp. Và giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị đồ để xây một cái thang máy tự động thôi. Chuẩn bị những cái món đồ đá đỏ. Cái đoạn này thì tôi chẳng biết hướng dẫn anh em như nào nên là tôi sẽ tua.
Ok, vậy là xong cái bệ phóng ở dưới rồi. Giờ chúng ta phải đi lên để làm cái bệ rừng ở phía trên. Giờ đến lúc test rồi mấy ông. Một cái thang máy đá đỏ, nó mà hoạt động ok thì tuyệt vời quá. Hồi hộp vô cùng luôn nhá. Nhưng mà tôi có cảm giác nó chậm hơn đi bình thường thì phải. Ừ. Đến rồi các bạn ơi, nhưng mà hình như là có một cái gì đó nó không ổn cho lắm thì phải. Tôi xây bị lệch rồi. Yeah, tôi sẽ phải xây lại từ đầu. À không, tôi chỉ cần xây lại cái trạm rừng thôi. Tại cái trạm rừng nó hơi bị lệch một tí, lệch một block thì phải. Yep, tôi đã xây lại rồi, tốn khá là nhiều thời gian nhưng mà hãy cùng test lại lần 2 nào. Let's go. Đây rồi, lên phát vừa khít luôn nè. Trời ơi, được của nó chưa anh em? Chả được của nó luôn. Xây cái thang máy này thì cái công việc lên xuống nó khá là thú vị. Nhưng mà sau nhiều lần đi thử thì tôi có cảm giác là nó còn đi chậm hơn cả tôi đi bộ mấy ông ạ. Anyway, giờ tôi phải xây lại cả trang trí cái khu này để nó đẹp hơn tí nữa. Và yep, tôi đã xây một cái khu khá là đẹp rồi nhưng mà cái replay nó lại bị lỗi. Đó là cái lý do tại sao những cái replay trước không có shader. May là tôi giữ lại được, không là tôi mất hết replay rồi. Tiếc là không cho anh em xem được cái đoạn cuối này thôi. Cái chỗ này tôi xây cũng toàn bằng gỗ thôi. Tại vì cái thế giới này thì lấy đâu ra đá mà xây. Đây chỉ là cái sàn với cả cái hệ thống đá đỏ của cái thang máy thôi mà. Tôi trang trí nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó đúng kiểu hào nhoáng hơn. Thôi đến đây cũng đã hết 100 ngày rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh em một vài lời cuối là cái lý do tại sao mà 3 tuần rồi tôi mới ra video. Đó là vì tôi đã gia nhập server YouTuber SMP. Và những cái video tôi chơi với anh em YouTuber ở trong server thì tôi đã đăng lên một cái kênh khác để nó không ảnh hưởng đến kênh này. Tôi chơi với anh em ở trong server thì cũng vui phết nên là tôi chơi 100 ngày một mình thì nó hơi bị chán. Anh em mà muốn biết nó vui như nào thì hãy qua kênh nghe UQ709 để xem nhé. Còn bây giờ thì see ya.